Theo như lịch trình thì bữa nay mình sẽ ăn mì gói tại chưa có lãnh lương. Nói chứ đang đói bụng mà làm nguyên chảo mì xào kiểu này ăn là hợp lý. Vừa nhanh gọn lẹ lại cứu đói kịp lúc. Mà có thêm miếng xúc xích với cái trứng lòng đào ốp la vậy ăn nó mới đã. Mì xào phải lựa cái sợi mì dai dai ăn vậy nó mới ngon mà không bị ngán. Mà đẩy cái chảo mì xào này rồi rủ chị đẹp dẫn mình đi ăn cho chị đẹp bao luôn. Tại chưa có lãnh lương mà. Cũng đang trong cái cơn thèm pizza phô mai của quán ruột mình nên phải đi thôi. Mà ăn pizza nhiều cũng sợ mập lắm nên đẩy nhẹ dĩa salad chứ. Rồi mình chuyển cái nhân vật chính này thôi chứ đợi cái gì nữa. Vẫn là mùi thơm phô mai với cái vị béo béo chấm miếng mật ong ngon ngọt. Cắn như một cái là nó hòa quyện vô nhau ăn ghiền thiệt sự luôn. Bởi mê cái pizza phô mai ở đây lắm mà lâu lâu mới dám ăn thôi tại cũng sợ mập á. Nên đẩy nửa cái bánh này thôi chứ không dám ăn nhiều. Cũng chừa bụng để thử cái pizza bắp bò này nữa. Nguy thì Boco pizza này giá khá mềm. Chỗ ngồi thì yên tĩnh sạch sẽ. Rồi từ Tân Phú chạy qua Tân Bình cũng gần nên hỏi sao thành quán ruột của mình luôn. Mà nay thử cái pizza bắp bò này ăn cũng thơm ghê luôn á. Khoái cái là cái đế bánh ở đây không quá dày nên ăn không có sợ ngán, chỉ sợ mập thôi. Mạnh dạn đẩy ba miếng thôi còn nửa cái kia cho chị đẹp. Đẩy xương xương hai cái bánh này thì đố các bạn mình có no chưa. Chứ ngồi nhìn luyến tiếc kiểu này là biết chưa no rồi đó. Mà chưa no thì mình đẩy thêm cử nhẹ này nữa. Ta nói ăn trong quán đã rồi thì ra ngoài lề đường ăn tiếp. Vừa ăn ngon mà vừa được cảm ơn kiểu này nữa, hỏi sao không ăn hoài. Mà nói nhỏ cho các bạn là bình thường trong clip thấy mình ăn nhiều vậy thôi chứ ngoài mình cũng vậy á.